Xin chào kính chào quý bà con, quý anh chị các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ sáu ngày 27 tháng 10 năm 2023, thì mình xin tiếp tục làm tiếp cập nhật cơ sơ qua tình giới thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng vào buổi sáng hôm nay tại khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý anh chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật hình giới thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý quán anh chị nào có xem kênh có quan tâm đến giới thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, quý anh chị các bạn, thì hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì giá buổi sáng hôm nay thì tạm thời ổn định, cũng không có biến động gì nhiều. Giá thanh long trong thời gian khoảng 1-2 ngày trở lại đây thì giá đang có chiều hướng đang đi ngang. Thanh long ruột đỏ khu vực miền Tây thì loại 1 dao động từ 23.000 đến 24.000, loại 2 dao động từ 18.000, còn loại 3 dao động từ 12 đến 13.000, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vợ, tùy theo từng thương lái mà giá có thể chênh lệch lên xuống. Đây là tình hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây. Giá này là giá thương lái thu mua tại vựa nhé bà con. Còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn từ 2.000 đến 3.000 đồng một ký, tùy theo từng nơi. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng. Thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây. Long ruột trắng ở khu vực miền Tây hiện nay thì hàng đẹp dao động từ 16.000 đến 17.000, còn hàng sàn dao động từ 12.000 đến 15.000. Hàng giả của thanh long ruột trắng hiện nay dao động từ 4.000 đến 5.000 đồng một ký, tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực. Tiếp đến là tình hình giá thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận hiện nay thì bò đẹp dao động từ 15.000, 16.000, 17.000, bò sàn thì 13.000, 14.000, 15.000. Hàng giả của thanh long ruột trắng hiện nay thì dao động từ 4 đến 5 ngàn đồng ký, tùy theo từng khu vực. Đây là giá thương lái thu mua tại khu vực Bình Thuận. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột đỏ. Long ruột đỏ hôm nay tại khu vực Bình Thuận thì giá tạm thời ổn định so với ngày hôm qua. Long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận hiện nay thì loại 1 dao động từ 20 đến 21.000, loại 2 dao động từ 14 đến 15.000, còn loại 3 dao động từ 10.000 đến 11.000. Long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận hiện nay thì hàng giạt dao động từ 5 đến 6 ngàn đồng ký, tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực mà giá chênh lệch lên xuống từ 1 đến 2 ngàn. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc quý bà con, quý anh chị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn.